Có bán lẻ ra là nào tám trăm rưỡi. Tám trăm rưỡi thì nhập vào thì không rõ. Nhập vào là nó nhớ nhập vào nhà sáu mấy. Thế thì phải nhập đi rồi thì phải biết. Thế còn hội viên thì chắc không bằng người thôi. Cái lốp mà 728 xe nó phải có bằng người được không? Nó lấy mình lấy chị bán từ hồi không sắp hết rồi. Lần lượt này được quý rồi, 400 một đôi đấy, kèm xong đấy. Nha. Mày nói em nhập cái việc được cắt lắm, nhập vào nó không chịu anh trả lại không rồi.